chăm lo đời sống vật chất tinh thần, hỗ trợ kịp thời những đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đó là những hoạt động được các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Từ đó đã góp phần động viên, đoàn viên, người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Với trên 4.900 đoàn viên công đoàn thuộc 119 công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang luôn phối hợp tốt với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Công ty Cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang, một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hầu hết lao động làm việc tại đây đều là người trẻ. Tại đây, ngoài việc được đào tạo, sau một thời gian ngắn thử việc, người lao động được ký hợp đồng tuyển dụng sẽ được đóng bảo hiểm ngay. Đó là một trong những yếu tố để người lao động tin tưởng, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiền lương, thưởng và các chế độ khác cũng được đảm bảo theo đúng quy định. Công đoàn công ty cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho người lao động, đó là làm việc sau một tháng thử việc là đã đóng bảo hiểm, tham gia bảo hiểm xã hội. Và 100% cán bộ công nhân viên đều nằm ở trong cái gọi là đoàn viên công đoàn. Và khi mà có ốm đau hiếu hỉ hay bất kể cái công việc gì của gia đình thì công đoàn đều có mặt và công đại diện công ty cũng đều có mặt và hỗ trợ cho người lao động. Và nhưng mà vẫn phải dựa trên phương diện là đúng luật và theo cái mong muốn của người lao động. Thế nên là chúng tôi phát triển rất là nhiều, ví dụ như là về những cái ngày phụ nữ này chúng tôi cũng tổ chức này, rồi thương binh liệt sĩ cũng đi thăm hỏi những con cán bộ, rồi là gia đình có thương binh liệt sĩ, rồi là hàng năm thì cũng đều tổ chức những cái chương trình thiện nguyện. Và thiện nguyện thì trước tiên là hướng đến những cái người lao động khó khăn trong công ty trước. Những hoạt động của công đoàn đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần lao động sáng tạo của đoàn viên trong doanh nghiệp. Và công đoàn thực sự là điểm tựa cho người lao động. Là một trong những doanh nghiệp có đông người lao động, Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG luôn cố gắng duy trì, sản xuất để đảm bảo việc làm cho người lao động, kể cả khi đơn vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng. Làm việc tại đây, người lao động không chỉ được đảm bảo về lương, thưởng và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định, mà điều kiện, môi trường làm việc cũng được doanh nghiệp quan tâm. Ngoài ra, vào các dịp lễ Tết, doanh nghiệp đều có những phần quà cho người lao động. Công đoàn, doanh nghiệp cũng đã phát động các phong trào thi đua, lao động sản xuất, khuyến khích đoàn viên, người lao động đề xuất những ý tưởng, sáng kiến trong công việc. Đó là những yếu tố quan trọng để gần 600 công nhân, người lao động ở đây yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Quan tâm của công đoàn ấy, thì cũng có nhiều chương trình hoạt động, ví dụ như là Tết thiếu nhi 1 tháng 6, có quà 8 tháng 3 và Tết Trung thu thì cũng được có công đoàn và anh công ty là phát quà cho từng người từng cá nhân ạ. Ngoài ra ngoài những cái chương trình như vậy thì ban đạo công ty cũng có cái chương trình là chương trình tài chính Việt, thì để thứ nhất là để ghi nhận sự cống hiến của anh chị em công nhân, những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, và có những phần quà nho nhỏ và để vinh danh những cá nhân đó. Hiện ngành dệt may cả nước cũng đang gặp khó khăn. Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG cũng không nằm ngoài số đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang tiếp tục cơ cấu lại mặt hàng, tiết giảm chi phí sản xuất để duy trì đơn hàng, đồng thời đa dạng cơ cấu mặt hàng, tìm kiếm đối tác để kết nối thêm các đơn hàng mới. Chính bởi vậy, công ty đã đảm bảo việc làm cho người lao động
và đang tiếp tục tuyển dụng thêm lao động để mở rộng sản xuất. Và đây thì tôi có được công ty đào tạo và học việc, học may, được đóng bảo hiểm, được tham gia các hoạt động công đoàn, được các chế độ ưu đãi của công ty. Người lao động tại công ty cũng luôn được quan tâm về mặt đời sống, như ăn trưa, thăm hỏi, giúp đỡ công nhân có điều kiện khó khăn. Hiện thu nhập trung bình của công nhân đạt từ 6,5 đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Tháng năm thì mình có phát động từng đợt một. Ví dụ như thế là phát động thi đua sản xuất giữa tổ lọ và tổ kia, và có những cái phần thưởng thi đua năng suất và thi đua chuyển đổi nhanh. Khi mà có cái phát động cái phong trào đấy thì trước tiên là người lao động rất là phấn khởi ấy. Thứ nhất là lương họ đảm bảo ngay từ đầu, tại vì mình là công ty ăn sản phẩm thì là cái đồng lương của người lao động nó sẽ được đảm bảo ngay từ khi một mã hàng mới vào, và doanh thu của công ty nó cũng sẽ đi lên, và đồng lương cuối tháng và cũng như có đồng tiền thưởng khích lệ cho người lao động. Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng công trình cầu đường bộ, sản xuất bê tông nhựa nóng, khai thác đá, công ty dồn toàn lực lượng để hoàn thiện các công trình dự án lớn trong và ngoài tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú Tuyên Quang đã thực hiện nhiều công trình trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Để người lao động yên tâm gắn bó và thực hiện công việc, góp phần nâng cao chất lượng công trình, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, thì việc quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động được công ty chú trọng. Bản thân tôi cũng như anh em là gắn bó với công ty là cũng 15 đến 17 năm nay rồi. Và công việc của công ty là cũng tạo điều kiện cho anh em chúng tôi rất thường xuyên, hàng năm, hàng tháng là cũng đầy đủ công, từ 25, 26 công đổ lên. Là một, hai nữa là về cái tiền lương cũng như là các phụ cấp hỗ trợ thì cũng rất kịp thời với đến với anh em công nhân. Công đoàn công ty đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách cho đoàn viên, người lao động, thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tích cực chủ động nắm bắt và giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp. Hiện nay, thu nhập bình quân của đoàn viên công đoàn trong đơn vị đạt 8,5 triệu đồng một người trên tháng. Cùng với phát triển sản xuất, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, thì đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng là điều được doanh nghiệp chú trọng. Chỉ khi nào vấn đề này được thực hiện tốt thì người lao động mới yên tâm làm việc lâu dài. Sản lượng cũng của năm 2022 cũng đạt được 500 tỷ doanh thu về sản lượng, cũng có chi trả lương cho anh em cán bộ công nhân viên là từ 8 triệu rưỡi cho đến 10 triệu bình quân trên người một tháng. Người thi công cũng có nhiều lúc lên đến 22 đầu điểm công trình ở tại 4 tỉnh như tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, tỉnh Hà Giang và tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, với những lao động nữ làm việc tại các doanh nghiệp và đảm nhận công việc lao động trực tiếp sẽ có những khó khăn vất vả hơn so với nam giới. Cũng bởi vậy mà việc quan tâm chăm lo đời sống cho lao động nữ cũng như công đoàn, nữ công các đơn vị doanh nghiệp thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Về vấn đề an toàn lao động thì công ty hàng năm thì có tổ chức cho người lao động được kiểm tra và thi tay nghề. Mặt khác là được thực tập và tập huấn những vấn đề về an toàn lao động như công tác phòng chống cháy nổ, công tác sửa chữa, lắp đặt một số những cái công trình xây dựng cơ bản. Trên về những cái phương diện để thực hiện cái nhiệm vụ đó thì hầu hết những đoàn viên công đoàn đều nắm rõ và biết được những cái quy trình quy phạm để mình thực hiện được rõ hơn. Thì từ đó những cái việc vấn đề về xảy ra an toàn lao động đối với công ty cổ phần cấp nước Tuyên Quang và người lao động là những năm qua là không có vấn đề gì xảy ra. Trong những năm vừa qua thì công đoàn luôn chú trọng đến đời sống cán bộ, người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Cụ thể bằng những hành động như là trong những cái ngày dịp lễ Tết hoặc là những ngày mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, hoặc là chúng tôi cũng đã tổ chức cho riêng nữ công nhân viên chức đi những cái đợt trải nghiệm, những đợt giao lưu học hỏi. Và ngoài ra thì chúng tôi quan tâm trực tiếp đến đời sống người lao động, đó là đời sống gia đình, con cái, hỗ trợ những lao động nữ khó khăn,
lao động nữ sinh con mà có những hoàn cảnh đặc biệt, trợ cấp làm nhà cho lao động nữ. Trong năm 2022 thì chúng tôi cũng đã được Liên đoàn Lao động thành phố cho một máy ấm công đoàn, nhà máy ấm công đoàn cho một lao động nữ. Chăm lo đời sống cho người lao động, kịp thời động viên, hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã hỗ trợ trên 2.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện xây dựng quỹ mái ấm công đoàn đã vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp được trên 430 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố đã đề xuất hỗ trợ từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn cho 14 hộ gia đình đoàn viên, giúp những đoàn viên có khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, tạo động lực để mỗi đoàn viên nỗ lực lao động sản xuất. Gia đình chị Hoàng Thị Hà, đoàn viên công đoàn trường mầm non Phan Thiết, đã phải sống trong ngôi nhà cũ nát nhiều năm qua. Có ngôi nhà vững chắc để ở là niềm mơ ước của chị. Điều đó đã trở thành hiện thực khi chị được hỗ trợ quỹ mái ấm công đoàn. Chị đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố để ở. Cuộc sống của ba mẹ con chị đã ổn định. Chị có nhiều thời gian chăm sóc con cái và yên tâm công tác. Và cũng được sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động thành phố giúp đỡ cho làm nhà máy ấm công đoàn là 30 triệu. Là cái nguồn động viên, là khích lệ tôi là cố gắng hơn. Và khi hoàn thành ngôi nhà này là cuộc sống của ba mẹ con cũng ổn định. Và từ đó là tôi cũng có cái động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở trường cũng như là những nhiệm vụ của đoàn viên. Không chỉ chị Hà, những công nhân khác có hoàn cảnh khó khăn được quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ làm nhà đều rất vui. Và đây sẽ là động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Từ ngày làm được căn nhà thì hai vợ chồng là cũng rất là yên tâm để lao động sản xuất, phát triển. Bây giờ tôi cảm thấy là rất là thoải mái và rất là cảm ơn các anh chị trên Liên đoàn Lao động. Các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực tham gia cải cách hành chính, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực. Đã có trên 1.500 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng tại địa phương đơn vị, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và lợi ích thiết thực cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động. Trong đó phải kể đến đoàn viên công tác trong lĩnh vực giáo dục. Trong những năm qua thì phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm gắn với phong trào cuộc vận động của ngành như dạy tốt, học tốt, này, đổi mới, sáng tạo trong dạy học thì được 100% các đơn vị trường học hưởng ứng thi đua sôi nổi và khích lệ cái mỗi cá nhân tập thể tìm tòi, sáng tạo trong cái thực hiện cái nhiệm vụ giảng dạy và quản lý. Nhiều cán bộ giáo viên thì có sáng kiến về đổi mới về công tác quản lý rồi phương pháp giảng dạy với những nội dung và thực hiện phù hợp với điều kiện của từng bậc học. Với việc thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 5 năm qua đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang sẽ tiếp tục có những việc làm cụ thể. Tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua khác, tham gia xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy mạnh các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công nhân viên chức lao động, tích cực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nâng cao đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới để góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ 20 đề ra. Với những giải pháp, việc làm cụ thể, vai trò của tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang sẽ được phát huy. Quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được đảm bảo.
Đó cũng là những yếu tố tích cực góp phần đưa thành phố Tuyên Quang ngày càng phát triển.